Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Battlefield tiếp. Rồi thì rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn. Nhưng mà cho phép mình giải thích một vài điều trước khi mình chơi trong tập này. Thì tập này thì mình đầu tiên là mình sẽ nói luôn là mình chơi ở cái map là map Zata này, nó là cái map ở vùng biển Hồng Hải đấy. Cái nơi mà chắc các bạn bữa giờ chúng ta cũng nghe là cái nơi mà phía quân Houthi nó quậy liên miên, là Mỹ các đồng minh là phải gửi tàu chiến tới đấy. Rồi thì có nói chung là các bạn có nói mình hai điều. Một á là chỉnh cho tiếng game nó nhỏ bớt lại, tại vì nhiều lúc là tiếng game nó át cái tiếng của mình. Thật ra cái đó mình biết lâu rồi, nhưng mà tại vì hôm qua mình quay á thì các bạn hiểu rồi, mỗi game thì nó có cái âm thanh khác nhau, thành ra mình chỉnh nó cũng có khác nhau. Thì hôm qua mình lúc mình quay Battlefield á thì mình quên kéo cái âm thanh nó về cho nó đúng với cái của Battlefield, dẫn đến là nó hơi bị lớn, thì thôi coi cho mình xin lỗi. Rồi rất cảm ơn cái đóng góp, ý kiến đóng góp đó của bạn. Rồi cái thứ hai mà mình muốn nói á, nhớ là có bạn nói mình á là nên để cái cam nhỏ nhỏ trên góc thôi, thì chứ không nên là để cái cam mà nó chiếm thêm một góc của cái màn hình. Thì ở đây mình giải thích luôn thế này: Battlefield 2 nó là một cái game cũ rồi, và lúc đó là người ta chưa dùng cái khung 16.9 mà người ta dùng cái khung 4.3. Cho nên nó là hiện giờ cái khung mà mình đang quay á là nó là cái khung một của cái game này thôi nha, thì nó là 1024 nhân 720, giờ mình kéo nó qua phải thì cái phần còn lại chính là của cái cam của mình. Thì mình mới kéo cái cam ra nó như thế này đó cho nó vừa luôn, tại bây giờ nếu mình kéo cái cam nhỏ lại á thì cũng được thôi chứ không vấn đề gì đâu. Nhưng mà vấn đề là từ nguyên một cái màu đoạn nó sẽ bị đen cái màn hình chứ không có gì đó hết đó. Thì tự nhiên để có một hồi đó mình cũng hay quay vậy, nhưng mà sau đó thì mình nhận thấy là quay vậy thì tự nhiên nó bị đen mất một khúc rồi không hay. Thường thì người ta quay cái đó là người ta cố tình người ta chèn cái quảng cáo vô ngay chỗ đó, nhưng mà kênh của mình thì mình không biết để quảng cáo, cho nên là thôi mình kéo cái cam mình bự ra luôn để cho các bạn thấy cái mặt mình cho nó rõ. Chứ nhiều bạn nói là cái cam mình nhỏ quá nhìn không thấy đâu, đề nghị mình thay cái cam mới rồi đủ thứ. Thì thôi kéo bự ra nó hơi mờ mờ tí, nhưng mà các bạn thấy rõ cái mặt mình. Rồi ok. Rồi cái map này thì có vẻ như là nó cũng hơi là phiền phức á, tôi không phải đùa đâu. Tại vì cái map này á là mình chơi thì cũng có thể nói tương đối là căng đó. Tại vì á là cái map này nó khá là rộng, nhưng mà nó chỉ có 3 điểm để chúng ta chiếm thôi, mỗi bên một căn cứ. Rồi mới vô thì mình nghĩ là chắc mình lấy anti tăng quá. Mình thì không có gan lấy kỹ sư trong màn này, tại màn này là nó có cài mê thì chắc không đủ rồi. Lấy Medic thì cũng được, mà Medic nó không có khả năng chịu đòn các bạn. Thành ra thôi lấy thằng này đi. Rồi chúng ta lên xe tăng, chúng ta đi luôn cho nó axolotl coi. Rồi anh em ai đi, à có đồng đội đi với mình luôn rồi. Nhiều thằng thích đi xe tăng dữ rồi. Xe tăng nó dở cái là nó chỉ chở được có hai người thôi. Ở đây chơi sinh viên thì xe tăng nó phải đi nhiều người hơn. Nhưng mà trong game này chắc là xe tăng này là sử dụng hệ thống nạp đạn thủy lực này, cho nên nó là nó không có cần nhiều người, chỉ cần một người lái với lại một người đều khiển súng máy trên nóc thôi. Trên thực tế nó theo như mình nghĩ thì xe tăng ít nhất là nó có chiến đấu là khoảng 4 người thôi, tại nó còn phải có liên lạc viên rồi nó chỉ huy, là tất nhiên kim súng máy trên nóc rồi, một pháo thủ với một lái xe, chứ không thể nào một người vừa lái xe vừa là pháo thủ giống vậy được. Ngày xưa là phải 5 người thì thêm cái ông tiếp đạn nữa, chứ ngày xưa là đạn nó không có lên tự động được như bây giờ. Rồi ok, xe mình lên tới rồi, biết địch ở đâu. Lưu ý là cái con tăng này của mình được đánh giá là bèo hơn con tăng của đối phương nha, tại con tăng của đối phương nó là con tăng T90, còn con tăng của mình này là như là con tăng gì ta quên tiêu rồi. Ai dạ, rớt như cái thế bao quay đồng đội mà nó chưa xuống kịp. Đây để mình chạy anh đây luôn, tại nãy mình nhìn nhầm cái xe cơ giới của nó, con tăng của nó là T90 còn của mình là mà chạy lẹ quá mình không thấy rồi, không thấy kịp. Rồi địch ở đâu? Còn nó đang lên tới rồi, mình kiếm sớm cho nên là cái khu này giờ là của mình, nó sẽ ra đồ của mình. Trời ơi bắn đạn nó tưa hết à, cứu giùm cái ông ơi. Trời đất ơi, vừa vô bị nó đã lấy cái sóc điện nó sóc cho mình cái luôn chứ. Ok
quên mất cái khúc đó bắn liên thanh chưa được, tại vì lúc đó mình đang mới chạy xong mình đứng lên nó bắn là nó sẽ bị cái đó bắn liên thanh, phải canh me chứ không bắn ẩu được. Như bên kia có một cái xe cơ giới của mình để mình lội qua mình lấy coi đồng đội mình như nó chết xe rồi hay sao á, hoặc là nó bỏ xe vì lý do nào đó mình không nhớ, là trong bản này có cái chức năng bơi không, nhiều khi nó nhảy xuống nước thì chết đó nha. Chết màu, như có đứa chôm xe hả? À bơi được, bơi được, hên quá. Tưởng lính này lực lượng đặc nhiệm mà bơi không được nữa thì buồn lắm. À quên, phải đây lính thường hay đặc nhiệm, xin lỗi các bạn. À nó không cho lặn thôi. Tính mò ra lấy cái xe lội nước lại bị xe tăng nó phát hiện thì trời ơi có nhục không. Mà cái xe này chắc cũng thường hư rồi, đồng đội mình nó mới bỏ chứ cũng không tự nhiên nó bỏ đâu. Bản này thì nó không, cái map này thì nó không có cái bảo vệ nha. Cũng may nó bắn hơi ngu chứ nãy giờ không mình chết rồi. Rồi đây, xe này lội nước được nha các bạn. Trời ơi, tên lửa hồi lâu quá. Ây à, nhảy ra không kịp luôn. Pha tên lửa đó nãy quất lệch góc. Sao tại map này chơi chưa quen mấy cái map rộng rộng này mình sợ lắm. Rồi khoan đã, mình vừa thấy trực thăng rồi, không không đâu, cái này là chống tăng. Ô nó đột kích, cũng may là mình về nhà mà giờ mình mất điểm mà đồng đội mình nó cũng không lên được. Đây cái này mới là tăng, mới là trực thăng của địch nữa. Chúng ta lại bắn nhau đội rồi. Rồi dính đẹp. Xe tăng nó thì chưa lấn vô tới đây đâu, nhưng mà vấn đề giờ mình chạy bộ ra rất là mệt luôn á. Màn này nó cho nhiều xe nhưng mà cái điểm ở giữa bị chiếm mất rồi. Ê ê, người anh em tôi đi với. Ê ê ê, ê đi với, đi với. Có cái xe không nó cũng dằn mình, nó khổ thiệt. Cái map đã rộng, mình thì mặc giáp nó đã nặng rồi. Đi ké giới không bạn? Mình cầm cái tiểu liên này để tự vệ, nó không có bắn xa được. Hồi nãy đứng gần vậy mà đạn nó còn tưa. Nãy phải nằm xuống trước mới được bắn. Nãy quên mà không đứng, phải bấm chuột phải giống vậy nữa thì được. À, bắn xa quá thì đạn nó nằm xuống. Quên mất rồi. Chuột phải mình liệu lúc bấm nó không ăn. Đây để mình nó khôn quá, nó biết là mình canh góc bắn nó đó. Xe nó đâu rồi ta? Ồ nó chạy hả? Mày đi chú láo danh. Đây đi ké cái. Đúng lúc mình hết đạn. Rồi mình sợ kiến. Tôi biết là chống tăng nó không có đủ đạn nha các bạn. Này mình hết đạn rồi đó, là rút dao rồi chơi. Nó xài cây súng máy vậy. Rồi thôi cũng được. Thằng này ít nhất là súng máy thì nó cũng có giáp. Đó đắc dĩ phải giật súng xài thôi. Mình đang thích thế. Ôi nó có bắn tỉa. Chứ chấm hỏi là đang bất đang nghi ngờ có địch hay không. Ngồi với cái dấu đó là cái ống nhắm mình cái làm bắn tỉa. Thiệt đồng đội nữa. Nó chạy nó ủi mình luôn thì có tin được không? Khó khăn lắm mới là lụm được đồ. Rồi đó, lấy cái này đi. Rồi dưới đây còn cái xe nào không?
À, có xe lội nước hả? Để đi ké với người anh bạn, người anh em. À, nó không lấy xe hả? Ông lấy, tôi lấy. Tôi lấy rồi. Giờ mình điều khiển súng bằng góc hả? Thôi tôi lái cho ông ơi. Mấy ông lái tôi không yên tâm tí nào hết. Rồi đây qua cầu. Cái xe này nó quá. Rồi thôi, mình mới vừa chê người ta lái dở rồi, mình lái cái nó rớt luôn xuống cầu. Rồi cũng may là cái xe nó lội nước rồi, chứ cái xe tăng kia nó đi luôn rồi. Rồi đây, xe này phòng không được nha các bạn. Cái điểm giữa này không chiếm là mình mệt đấy. Trên xe có thằng kỹ sư nào không? Giá của con này thì nó thua xe tăng. Đây đúng rồi, bốn thằng thì nó kéo cờ lẹ lắm. Hay. Và đép cái điểm này thì rất dễ mất căn cứ nha các bạn. Cái map này thiết kế là cái đường dưới không có gì hết, là cái đường mà mình thích đi á. Lại nữa rồi. Ông đội mình nó lên không kịp. À, như ở nhà mình đang bị đột kích hay sao ấy. Thằng rớt luôn rồi. Có cái xe nào không? À đây đây, xe đây, xe đây. Đi, à đi với tôi. Ủi nhầm đồng đội rồi. Cái trời đất quỷ thần ơi. Bây giờ mình cầm cái xe nó xuống nước luôn. Cái map này chơi địa hình xấu quá. Thấy tăng nó mình hoảng nữa là ăn lẽ. Đường tiến thì xa. Map tổng đây. Này là mới một phần thôi, cái map này mà mở rộng ra nữa là chơi còn đã nữa, nhưng mà tại mình chơi single player á, nó đi cho ma chơi map này, muốn chơi map bự tối đa là phải chơi multi player. Đây nó cũng có súng chống tăng nữa. Map này nó bố trí nhiều phòng không chống tăng ghê ta. Giá này chắc thua quá. Rồi là phải lấy xuống chống tăng thôi các bạn. Chứ mà này chơi dễ đụng xe cơ giới của đối phương, tại nó rộng quá, nó cho xe nhiều. Thiệt, đồng đội mình nó ở trên đó mà nó nhắm mà nó không bắn thì trời ơi. Thằng nó đứng ở chỗ đó quá đẹp cho mình bắn luôn. Trời bị hỏng tầm nhìn. Vậy mà cũng lệch được nữa hả? Trời ơi, nó vô tới luôn à. Cái đám này nó đép nhà ngu thế nha. Mình đã lo đi phòng không rồi, nó không lo phụ mình tay nữa. Cầm cái tiểu liên này là mình thất thế dữ lắm. À đây nó bị bắn chết hết rồi. Nhưng mà cái phòng không của mình cũng hỏng luôn rồi. Súng của mình thì không chống tăng, không phục không được. Trên này nó không có cái súng máy nào giống như bên kia. Giờ giữ nhà còn không xong nữa rồi, làm sao kiếm.
thấy được cái trực thăng của nó cơ. Chỗ này xấu quá. Đâu rồi? Giờ bắn thằng súng này mới được. À rồi, nó chịu tối rồi. Rồi, nó rớt, hay. Rồi, mình đi luôn. Ở thằng hai đi cùng hết. Chạy tới nơi mình tổ biến nó thành cây súng máy, cái ụ súng máy luôn. Rồi chạy qua đường kia đi. Cái cầu này khó chạy quá. Chỗ này nó có chỗ cho lội qua nè. Có điều cũng dễ lắm. Xe của nó ít nhất bắn được phát cũng không lộ không quê lắm. Rồi đồng đội mình hạ được cái xe của nó rồi. Nhưng vấn đề mãi không chiếm được cái điểm giữa. Chiến lược ở đây nó nằm ở cái điểm giữa đó. Rõ nha, tại cái chỗ này là cái chỗ nó trũng như tàu lao này xuống sông đấy. Xe lỡ nước thì nó lỡ nước được, còn mình là phải đi theo đường. Thật cái xe này nó không quay được. Nó nằm xuống. Quả thôi thì không phá được cái xe của nó. Map này mình chưa chơi luôn à, nó không nhớ cách chơi. Không thuộc địa hình chơi không được. Trời. Đứng cầu bắn cho mệt rồi đó. Kiểu này phải nằm xuống thôi. Vấn đề là xa quá, đạn mình nó bị giảm hết trơn. Mình phải bắn súng ngắn. Cảm ơn người mai đó. Mình thấy mình hút máu có đứa nó lại, nó hồi máu cho mình, vậy mới là đồng đội tốt chứ. Đường nằm xuống thì lại không thấy đường. Mình lại đang nắm cỏ. Nãy giờ mới thấy thành công được chút. Như là có đồng đội nó chia lửa dễ chơi lắm. Xin lỗi, cứ quay lại là sao ta? Đội mình à trời ơi, mất điểm luôn rồi. Mình chạy quá trời chạy lên lại trúng đạn của nó tỉa đầu quá. Ê, quay lại giữ cái cờ ngay mất luôn ba cờ, chưa hết máu rồi đã thua rồi. Không còn điểm để vô luôn. We're losing men left and right. Do you copy? Requesting repairs. Over. Damn it, sorry. Không chiếm được nhà nó mà mình còn mất điểm nữa. Mà người, nãy giờ mình cũng hơi dở nha, mình cứ cố gắng mình chiếm cái này sao mình không chồng lên nhà nó mình chơi luôn vậy? Không nghĩ đến trường hợp này. Trời ơi, nó chiếm luôn nhà mình rồi. Đồng đội mình tiêu hết rồi. Rồi thôi, có chiếm là được điểm thì cũng thua. Điểm gần hết rồi. Mà này hơi khó chơi đấy. Bốn
chiếc T90 nó giết hết 4 thằng bên mình rồi, giờ còn được mấy đứa đâu. Giờ nó nhảy ra ngay căn cứ mình cũng còn được. Rồi ok, mình thua các bạn. Cái đờn cái nhạc lên là thấy mình mệt rồi. Rồi ok, em sao chơi có ăn có thua chuyện bình thường. Map này mình chưa chơi bao giờ, không nắm được địa thế thì thua phải thôi. Giết 13 chết 10 là biết rồi. Thằng binh nói 19 năm. Rồi ok, em sao thất bại là mẹ thành công, giờ chơi lại. Rồi lấy lấy thằng này con này mà chơi luôn. Rồi không cần mấy cái chiếc xe đó, nhường mấy cái xe xịn cho đồng đội mình, lấy con này mình chạy cái ào qua nhà nó, đánh hậu quân đó. Hai lần xe thôi. Rồi con ngựa đi với mình. Rồi trời ơi, mình chạy ra nó nhướng rồi. Trời, nó bố trí cái hòn đá ở đây làm mình chạy nó không thoải mái. Có cái đường ống dẫn dầu luôn ở đây. Đã bị gãy rồi vậy. À mà chạy xuống đây là phải đi qua cầu đúng không? Rồi ok, chạy cẩn thận nha. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, chạy là phải dùng tay còn rung cái là nó rớt xong ngay. Rồi ok, nó qua được cầu rồi, không qua lọt cầu nữa. Trời ơi, nó chung cái tưởng với mình. Hên quá, mình chạy lẹ. Đây, đột kích thẳng nhà nó. Đồng đội mình nó còn sống vậy. Ê, chạy đâu ông? Mình tôi chiếm cái cờ này hả? Hên quá. Rồi. Oh yeah. Dù thằng đồng đội mình nó chạy mà mình vẫn thành công. Đây, chiếm được cái nhà của nó rồi. Bây giờ mà nó buộc phải quay về, chứ còn không là mình còn không là mình có thể kéo cái cờ lên, nhớ đều phải nằm xuống trốn. Ráng kéo cái cờ lên anh em. Lúc đó mình kẹp nó vô giữa. Đây, chơi với cái chiến thuật hồi nãy thì cố gắng chiếm điểm cao cho thành ra cứ thua hoài. Nó có cái thế hơn mình. Nó đã chiếm bên nào chiếm được điểm cao trước và nó có lợi. Rồi xong. Căn cứ là của mình. Giờ có cái xe nào ở đây không? The UAV trailer nearby belongs to your enemy. Destroy it to prevent the enemy commander from using the UAV to spot your teammates. Nó đang trở về cướp cờ, mình thủ ở đây cũng được. Giờ nó chỉ spawn ra được ở trên kia thôi. Như ở ngoài có xe rồi. Ấy, nguy hiểm. Đúng rồi đó, pháo kích đi. Ai? Pháo kích nó không trúng gì trơn vậy. Cái xe nó còn nguyên, mình lại đang không có vũ khí chống tăng. Chết ở đây còn kêu medic cái gì nữa, nhưng mà không sao, nhờ vậy mình chiếm được điểm này. Pháo kích mà không chuẩn các bạn. Pha đột kích vừa rồi của mình là hơi bị mạo hiểm á, mà không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đấy, phải vậy mới được. Mà khúc giữa này nó cũng có xe nè các bạn, cái hay của nó là chỗ đó. Nãy nó thấy vừa thấy mình tới nó chơi nó chôm luôn. Ngay cơ giới này ở đây, lúc đó mình đang lái chiếc xe chở quân thôi, làm sao mình chơi lại nó được. Chạy đâu dữ vậy ông? Đi lên chứ.
cái xe mở xa quá mình không bắn được. Hột xí hột. Ủa sao nó không phê vậy ta? Ủa cái xe này nó làm bằng cái gì mà chắc thế? À lấy quả đó bắn trúng cái thằng này. Giờ tới lượt mình mất nhà kìa, trời ơi cái đám này. All clear. Position under control. Out. À rồi giữ lại được, lấy lại được nhà rồi tốt. À ngon. Giật cái cờ xuống, kéo cờ lên. Núp trong này. Rộng rãi quá, mình chơi cái map thì thằng dọc quen rồi, giờ chơi cái map thì nó đi đủ đường, không biết đường nào đâu mà đỡ. Đép chỗ này à mấy ông, lên cứu giùm cái, nó đẩy xe tăng lên là tôi chết đấy. Đồng đội mình nó cứ đi dành ngoài đó mà sao đó. Đấy cái gì đấy, có thằng nào thấy địch đâu không? À thấy rồi, mình núp sau cái chỗ này nè nó lợi rồi. Đây nãy giờ chú bắt nạt anh, giờ kiếm được chỗ núp tốt rồi. Đặt đạn cái rồi nó lấy trực thăng chơi đó đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, qua căn cứ đó đi, tôi đép cái chỗ này cho. Đúng rồi, để cho đồng đội mình nó đi đi các bạn, mình đép chỗ này hay nhất nè. Không cho nó lấy cái căn cứ của mình. Đồng đội mình nó cũng có đứa đó, nó vòng vô kia rồi. Tại giờ mình muốn đi lên đi công cũng không được nữa, mình không có xe à. Cái xe nó nằm một túi dưới kia các bạn. Ồ nó không chạy lên nha các bạn, nó khôn đấy. Mà này còn có thêm trực thăng nữa nó mới thành vấn đề nữa nè. Ôi trời ơi, trúng mà không. Ủa xe sao bên này bền dữ vậy ta? Mình cảm giác là xe bên cái map này nó hơi bền luôn á, một quả vậy mà không rớt. À tiếp tục. Được, nó chạy lẹ quá. À hư luôn, hết đạn luôn rồi. Đây, ngon này, nhào lên đường này anh chờ chú. Mấy cái súng này nó bố trí ngẫu nhiên quá. Đây chạy xuống lấy cái xe mới được. Mình đang chơi được nó, mà nó cũng đang phản công khá là gắt. Cái xe để bên này đúng không? Rồi đây. Chạy lên trên kia để mình có một cái, có cái súng máy này mình xài. Cái súng của mình tào lao quá. Rồi thôi xin lỗi nha, đứng nói chung lâu lâu đồng đội phải bóp nhau mấy cái như vậy mới được. Rồi chứ nó có đứng giữa đường vậy mình cũng chịu. Rồi bây giờ ve xe vô nè. Vị trí quá đẹp để bắn luôn.
đó, mình một kiếm giống vậy đi là mình ngừng lại đó, mình biến nó thành cái ụ súng. À, rồi đồng chí muốn bắn cũng được, lên để tôi lên với tôi lên hả? Có hai cái súng máy, một cái súng máy hạng nặng, cái súng máy hạng nhẹ cùng bắn nó mới đã. Mình thì hết đạn này rồi, giờ mình thành cái đứa vô dụng rồi. Mình cũng không có vô dụng lắm. Ở đây mình có giật được đồ của nó không ta? Không, nó nằm vậy thôi, mình không được lấy đồ của nó. Ú cái. Tại vì hết đồ tính ra lấy đồ của nó mà nó nằm dưới nước là không được lấy. À, giờ biết thêm mong một cái nữa. Cái mồi trực thăng nó có đây, nó có cái trực thăng hay quá mà làm sao lái đây. Bản này hình như lái trực thăng khó lắm, mà nó không có dễ lái như một số game mà nó thuộc dạng dễ chơi đâu. Mà hình như trực thăng cũng phải hai người cơ. Rồi, phải điều khiển thử. Bấm nút X là bắn lái bằng chuột hả? Bấm nút X là bắn tên lửa. Rồi. Mà vậy làm sao thấy địch mà bắn? Mình bay lộng xạ thôi. Rồi thôi ơi. Không được, không biết lái. Không biết lái các bạn ơi. Nó ẹo qua ẹo lại hồi mình rớt luôn. Rồi. Chơi mấy cái dễ dùng thôi, chứ dùng cái trực thăng này mình tự hại mình không uổng đồ của đồng đội, nó cho đồng đội nó lấy sướng hơn. Mình đép cái điểm này là được rồi. Ví dụ là bên nào, các bạn thấy không? Bên nào mà chiếm được cái điểm này á là bên đó có lợi. Ê, gì đây, trực thăng trở lại rồi hả? Thôi xin lỗi nha. Không phải để cho đồng kẻ thù nó chiếm được một quả đi, cho nó bị giảm bớt. Để nó có cướp được thì mình cũng dễ bắn rớt hơn. Ví dụ là không phá hủy, nhưng mà để cho nó không gần hơn. Ê, người anh em lên với. Chạy luôn không mà nó không có cho mình đi chung. Đằng kia cái xe nó spawn ra rồi. Map rộng quá không có chạy bộ, hầu như không có tới đâu hết. Mình phải lên bờ nó bắn được. Nó bơi lâu còn chết luôn. Đội mình qua được rồi, hình như nó ra có đứa nó đang dướng ở trên cầu kìa. Map này nó làm cái cầu nhỏ quá. Rồi đây. Nào tôi. Trời ơi, cái xe của địch nó còn, đồng đội mình nó chạy luôn chứ nó có bắn đâu. Bắn đường thằng địch thì mình chết rồi cũng lỗ. Thôi cầm cái này đi. Mình biến mình thành cái trụ di động. Rồi đâu mất rồi đấy. Còn cái xe nào không, chứ không thì làm sao chạy ra kia được. À, còn cái xe tăng nữa. Lên lẹ. Nó không lên nữa. Rồi thôi mình đi.
đây. Ủa bên mình. Rồi đó đúng rồi, mình chỉ anh kiếm cái nóc đi. Đây mình đưa xe tăng lên. Map thì hình xấu khó chơi quá. Đúng rồi đó, phải vậy mới được. Đấy, đồng chí phối hợp tốt lắm. Chúng mình lên dốc cái tăng mình nó hơi yếu. Chỗ này vậy nó tăng khó bắn lắm. Này thì ngay đầu. Đẹp. À cô cũng mà. Này đi. Rồi rồi đừng có tưởng dễ ăn cái điểm này của anh. Nói chung là nó chưa kéo được cờ nó lên thì không sao, mà nó kéo được cờ của nó rồi mà đồng đội mình biết kiếm lại cái này tốt. Đây, trường hợp này đang bắn xe cho đồng đội mình nó dùng. Cái gì đấy, đã trúng lựu đạn rồi. Ok. Không sao. Tăng mình có tiêu cũng sao, chiếm được điểm này là thành công. Xe tua. Bấm không ăn. Rồi. Thành công, nó phải dậy mới được. Outpost is being overrun. We're losing this battle. Start fighting or I'll find someone who can. Để cho nó kiếm cái trời. Cũng may là mình có cái hộp cứu thương. Vừa chạy vừa hồi máu vậy. Quay về. Map này khó chơi thiệt. Sao mình cứ lấy thằng mày trước đi. Kiếm cái xe nào đó coi như mình thành cái trụ hồi máu di động cho đồng đội. Ở đây không có cái xe nào hết hả? Có nhiều nó lấy đi hết rồi. Chạy bộ vậy. Mình là Magic, mình không có mặc giáp thì mình chạy tương đối nhanh. Cái gì đây? Rồi xe tăng đó. Người anh em để tôi. Trời ơi, vừa. Cảm ơn. Cái gì vậy? Ủa pha đột kích này hơi bị đỉnh nha. Xuống trong tăng của tôi đâu. Ra tới nơi tăng nó tiêu rồi. Rồi tôi đi với anh. Rồi mình lấy cái súng này cũng được. Rồi thôi cho nó bắn đi, mình chạy. Sao đây, cái cờ đang trắng tức là nó chưa kéo lên được. À pháo đang giật nữa, mình chạy lên tới nơi là pháo xong. Tướng nó đang có đồng đội, mình tức là không có đồng đội. Pháo đang giật, nó vẫn kiếm được điểm, nó hơi bị lỗi. Hướng lên là mình nghi rồi. Rồi đây, kiếm điểm. Rồi mình nằm xuống đề phòng nó. Tạm bỏ cái xe xíu.
thấy địch đâu không? Vũ ở tới đây. Anh cầm cái liên mình bắt lại hơn nó. Mình thắng. Hay. Sau một lần thua thì lần này mình thắng được rồi. Nhưng mà chúng ta chịu khó học tập thì thất bại thôi. Rồi ok, lần này giết được 32 chết 8. Tức là một mình đổi được 4 quân địch. Vừa đúng tỷ lệ 1 trên 4 luôn á. Rồi ok, vậy là không có gì đáng để mà tiếc. Rồi giờ đổi phe chơi thử thôi. Để coi nào. Mình lấy mày nhất đi. Mình làm cái trụ hồi máu cho đồng đội. Rồi lần này là xe của đối phương. Rồi được rồi, mình lấy cái con này thôi. Ráng dùng con này lại lần nữa. Tại nãy cái pha bắn tên lửa đó, nãy mình còn hơi tức. Con này nó lội nước được, mà này rất cần chiếc xe này. Đây, mà này nước, nó có nước đó các bạn không? Thành ra là xe tăng hay xe kia nó phải chạy theo đường. Còn con này nó muốn chạy đường nào cũng được. Nó hay ở chỗ đó. Mình thì tại mình lái xe bên Coruti mình quen rồi. Coruti thì nó có cái nút bấm cái nút thành stay cái phím cách á trên máy á. Thì nó được lợi cái là nó sẽ tự động nó quay cái xe đúng theo cái con chuột của mình luôn. Còn này là mình chạy mình còn phải nhìn với con cái biểu tượng ở dưới nữa. Nói chung là nó không có dễ chơi mà nó điều khiển nó tương đối phức tạp tí. Rồi đây, con này tất nhiên là con này nó chạy hơi chậm nếu mà so với lại mấy con xe kia. Rồi đây. Bắt 4-5 đứa nó cùng kéo cờ thì nó kéo lẹ cấp kỳ luôn. Rồi chuẩn bị đột kích. Đúng rồi, là quýnh trực diện đi đường dưới mới là gọi là đột kích. Rồi ok, tiến thẳng tới căn cứ Mỹ nào. Ai quá trời. Ê, anh em đâu hết rồi. Tự nhiên nó nhảy xuống hết rồi. Làm mình tưởng là có súng máy hỗ trợ bình thường. Chơi với AI nó cứ vậy không. Bởi vì lúc mình không biết phải tác chiến như thế nào luôn. Đang ngồi anh xe ngon trớn với mình bị giành lại điểm rồi. Trời ơi, làm phải về nhà nữa mà giờ xe đâu mà đi. Rồi đây cái xe nó hồi lại rồi. Sao nó mát mày, xe nó hồi nhanh dữ người ta. Thấy nãy giờ cảm giác là xe di chuyển là nó hồi rất nhanh luôn á. Rồi lội nước đường nhưng mà thôi, chúng ta vẫn chạy qua cầu đi. Không có giáp thành ra mình hồi máu lẹ được. Cái lượng phải mình chạy nha, không có mất sức. Đây anh em, để tôi. Cái này mình nghĩ là mình nên để đồng đội mình lái thì tốt hơn, rồi sau đó mình đi chung với nó. Mình ngồi ghế sau, tại nãy để thằng có hai ghế. Ê, đi với. Thôi mình đép cái điểm này vậy. À không, xuống dưới kia lấy xe rồi đi. Địa hình phức tạp quá. Xe thì là tốt gì lắm.
còn bốn rồi, cũng coi như là thành công, chả mong gì hơn thế. À mà sao nãy giờ mình không vô bắn tỉa nhỉ, mình giữ khoảng cách nó thì an toàn rồi. À hồ kiếm đúng rồi nè, để đồng đội mình nó lên. Nãy giờ mình cứ bắn cắt cả quên mất mình có thể giữ khoảng cách, giờ mình chỉ chờ xe của nó thôi. Tại hai bắn tỉa hình nó mìn của nó là mìn Claymore, mìn chống bộ binh chứ không phải là mìn chống tăng như là thằng kỹ sư. Cái đây thằng kỹ sư thì nó bắn ngắn quá, nó lại chỉ tầm sạch cho anh thôi, cái mấy cái vô chỗ hẹp hẹp mới chiến đấu được. Mình chào xuất trường rồi, tại thì mình phải nắm bắn bằng cái đầu nhắm á, cho nên á là mình chỉ có thể bắn cự ly gần thôi, chứ là xa quá mình điểm xạ nó chả trúng mấy. Xa quá mình nó không chuyển. Nhắm con chuột này phải thay quá, cái đạn nó lệch đi hay sao ấy. Hình như là cái SPD của Nga này cũng khá đáng tin cậy. Đây gài bom nhìn cầu luôn, tí là có hai quả thôi. Chơi khôn quá, nó cứ tung cái quả mù ra là mình không thấy đường để mà bắn. Cái gì đây? Cảm ơn người anh em. Nó chơi lựu đạn một phát đi luôn bốn đứa. Đúng rồi, màn cho bắn tỉa hay á. Chết nhưng mà nó kéo cò hơi chậm, cây này thì phải ba phát nó mới đi. Giáp nó trầu quá. Ây da, nằm xuống nhảy xuống nước ngay. Nó biết có bắn tỉa nó cứ tung khói ra thôi, cái này nó chống cái hàng chống tăng luôn. Dính mình chặn nó ở đây là mình ăn, không cho nó qua cầu, không mình xuống điểm kia thôi, cứ chấn cho nó qua thôi. Bán lựu đạn trong đột kích luôn. Đội mình đâu hết rồi, vậy hồi hết đạn không phải rút à. Tại mình nằm á, tỷ lệ trúng đạn mình thấp. Trên mò còn có hai bằng đạn, lên lại anh em. Nó lấy mờ hai đinh bên nó dứt phát chịu rồi, cứu giùm cái.
À, cảm ơn. Đấy, phải nghĩ mới được. Ai? Mà sắp hết đạn rồi, lấy súng khác là chơi đi. Đây. Ê, người anh em, người anh em. Ai? Rồi, giờ mình điểm xạ bằng súng của Mỹ luôn. Rồi đây. Em xong lên đi. The radar station nearby belongs to your enemy. Destroy it to prevent the enemy commander from tracking your movements. Ai à. Cảm ơn. Giờ lại giật cái bắn tỉa mới hay nha. Rồi hết kệ vậy cũng tốt, đúng cái thứ mình cần. Nhưng mà bắn như vậy làm sao mà kịp. Rồi hết kệ, cái M24 này bắn cũng ngon đấy. Xuống nước ngay, trốn dưới cầu vậy hơi nhục chút. Nhưng mà sống là được rồi các bạn. Rồi anh em xử nó đi nào, chúng tăng đâu lên. Có súng máy các bạn ơi. Rồi một phát nó nổ banh rồi. Nó đi chưa? Đấy, trượt chân. Quăng cái miệng đó ý nghĩa gì? Cứu giùm cái. Chạy lẹ quá vậy. Hình như mình dứt trúng cái lái xe. Mình chưa bao giờ giỏi vào bắn tỉa cả. Nhất là bắn mục tiêu di động. Không có thằng nào ở đây là có đồ hết. Rồi thắng các bạn. Rồi thắng khá vô giả luôn, 1-4-3. Ok, coi như mấy trận này, cái trận đầu thua là coi như đánh thí điểm đi. Mấy trận, hai trận sau thắng là coi như thành công rồi. Để coi nào, lần này 46 chết 2 luôn. Ủa, quá hay. 46 mà chết 2 vậy tức là... À, tại nãy giờ mình được cứu nhiều á các bạn, mình chết không có bao nhiêu cả. Cho nên nó là nó tính những cái lòng đồng đội mà nó cứu mình sống dậy là coi như ok. Cho mình chết có 2 lần thôi mà giết được tới 46, vậy là một mình cân tới 23 lính hả? Ủa ghê vậy. Mình phục mình luôn á. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là La Bách Hợp. Nó chơi với thôi, trận này mình ăn may. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.